Oh, xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tìm đồ chơi nha các bạn ơi. Wow, ở dưới đây có rất là nhiều đồ chơi. Anh mới tìm được cái chỗ có rất là nhiều đồ chơi. Có ai để đây nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng tới khám phá coi có những cái món đồ chơi gì nha các bạn ơi. Wow. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm đồ chơi bỏ vào chiếc giỏ này đem về nha các bạn. Là trời à, các bạn có thấy gì không? Wow, ở đây có hai cái đầu của hai con khủng long nè các bạn. Màu xanh màu đỏ luôn, anh rất là thích màu đỏ nha. Vì thấy cái giỏ màu đỏ luôn nè các bạn. Rồi chúng ta hãy bỏ khủng long màu đỏ vào giỏ đi. Wow, mới có khách hành là nó có đồ chơi rồi các bạn. Các bạn ở đây có một cái gì nè các bạn. Wow, đây là một cái trống đó các bạn. Wow, chúng ta tìm được một cái trống đồ chơi nữa các bạn. Thôi bỏ vào luôn, đây tuyệt vời ha. Ui, ở đây có một cái Iron Man nè các bạn. Wow, Iron Man này không biết có hoạt động được không ta. Iron Man, đây là một con xoay Iron Man nha các bạn. Bây giờ chúng ta bấm nút này coi nó có quay được không nha các bạn. Wow, nó quay nữa các bạn ơi. Nó có đèn nữa các bạn. Rồi, đây là con quay Iron Man chơi lúc ban đêm rất là đẹp. Bây giờ chúng ta đem về nhà luôn nha. Wow, quá được trời đồ chơi thú vị luôn. Tuyệt vời. Rồi, chúng ta coi còn có món đồ chơi gì nữa. Ở đây có một con khủng long nè các bạn. Ui, một con khủng long có dài các bạn. Thì anh biết đây là khủng long ăn cỏ đó các bạn ơi. Wow. Ở dưới đây có một cái công tắc hay gì nè các bạn. Đây các bạn thấy không? Anh bật công tắc thử coi. Nó kêu các bạn ơi. Chú khủng long này như có thể đi được các bạn. Wow, nó đang đi các bạn. Khủng long này có thể đi được luôn. Wow, tuyệt vời. Ui, nó vừa đẻ trứng các bạn. Wow, đây nè các bạn. Là trời, con khủng long này nó đẻ ra cái trứng này nè. Ôi, ở trong đây có khủng long con nè các bạn, màu vàng giống nó luôn. Wow, chú khủng long của già này thật là hay các bạn. Có thể đẻ được trứng luôn nè các bạn. Tuyệt vời. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá nha. Lại đẻ nữa nè các bạn. Wow. Khủng long này đẻ được nhiều trứng ghê ta. Trời ơi, chú khủng long tuyệt vời quá. Rồi, đây là một món đồ chơi rất là hay nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ở dưới đây. Ở dưới đây là có một cái chỗ để nó đẻ trứng nè các bạn. Nó sẽ đi một tí là nó sẽ mở ra đẻ trứng nè các bạn. Wow, đẻ lên một cái trứng nữa. Khủng long này hay quá các bạn. Rồi, chúng ta hãy vừa lấy trứng khủng long vừa lấy khủng long về luôn nha. Bỏ vào đây nào, bỏ vào trứng vào luôn. Chúng ta tắt công tắc nó đi nha các bạn. Đây. Wow. Mới có đi một xí mà đã thu hoạch quá nhiều đồ chơi luôn rồi. Yeah. Rồi chúng ta cùng coi có những cái món đồ chơi gì tiếp theo nha. Ở đây có một cái máy ảnh nè các bạn. Wow. Một cái ảnh màu xanh nè các bạn. Nó có thể bấm ra được. Có thể bong bóng các bạn ơi. Wow, một máy ảnh thông bóng các bạn. Đã quá. Wow. Tâm anh. La, nó thổi quá trời bong bóng luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Yeah. Ngày hôm nay chúng ta thu hoạch quá trời đồ chơi xịn sò luôn nha các bạn. Chúng ta coi còn có đồ chơi gì nữa không nha. Wow. Iron Man đang chiến đấu với lại người khổng lồ xanh rồi các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Đây là món đồ chơi hay nữa các bạn ơi. Wow, người khổng lồ xanh này các bạn. Chúng ta cũng lấy bằng người khổng lồ xanh về nha. Wow, giỏ đồ chơi quá nhiều đồ chơi luôn. Còn các Iron Man nữa nè các bạn. Iron Man này không biết có đi được không. Iron Man có một cái nút sau lưng nè các bạn. Chúng ta thử bật cái nút của Iron Man coi nha. Wow, Iron Man nhảy các bạn ơi. Iron Man nhảy các bạn. Wow. Đã quá. Tuyệt vời luôn. Không biết Iron Man này có khuôn mặt gì không ta. Đây mình bật khuôn mặt Iron Man lên các bạn ơi. Mình bật lên nha. Wow, anh đã bật được khuôn mặt của Iron Man lên nè các bạn. Wow, đẹp trai quá các bạn ơi. Tony Stark đó. Chúng ta đóng lại thôi nào. Wow. Rồi, chúng ta lại có Iron Man xịn sò bỏ vào giỏ luôn. Wow, hôm nay đồ chơi xịn nhiều ghê các bạn. Để coi còn gì nữa không nào. Wow. Ở đây có siêu nhân người nhện nè các bạn. Siêu nhân người nhện Iron Man. Wow, hôm nay thu hoạch tốt ghê các bạn ơi. Quá trời siêu nhân luôn. Wow. Để coi còn cái gì nữa không nào. Một con trâu nè các bạn. Wow. Một chú trâu. Wow, con trâu này ở Việt Nam mình thật là nhiều trâu nè các bạn. Con trâu này giúp chúng ta đi cày ruộng là gì đó. Wow. La. Bật công tắc của chú trâu coi. Nó kêu kìa các bạn. Wow. Hình như nó có thể chạy được đó các bạn. Để mình coi coi nha. Wow, nó chạy nhanh ghê các bạn ơi. Tuyệt vời. Tâm anh. Yeah, chúng ta lấy con trâu này về thôi các bạn. Wow, hôm nay thu hoạch khá là nhiều luôn. Rồi, chúng ta coi còn có gì nữa không nha. Ở đây có quá nhiều. Rắn các bạn ơi. Một con rắn nè, màu vàng nè các bạn. Có cái lưỡi màu đỏ nè. Con rắn màu nâu, màu xám nè các bạn. Con rắn này rắn gì đây ta.
Wow, con rắn này rắn hổ mang nè các bạn. Ừ, nhìn nó hung dữ ghê. Wow, không sao, chúng ta bắt nó về luôn nha các bạn. Ui, anh đã đụng vào cái con gì kìa các bạn. Ui, ở đây còn khấn màu đỏ nữa. Rồi, chúng ta bỏ vào giỏ đồ chơi của chúng ta nha. Wow, anh vừa đụng vào con cá này nó quẩy quẩy luôn, hay ghê các bạn ơi. Ha, con cá này nó có thể chuyển động được nè các bạn. Wow, tuyệt vời, tâm ơn, la 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 la, đồ chơi quá trời rồi. Coi còn cái gì nữa không nha. Đây là tắc kè nè các bạn. Wow, con tắc kè này có thể đổi màu theo hả môi trường xung quanh đó các bạn ơi. Nó kêu các bạn. Đây là con tắc kè có thể bóp kêu được các bạn. Và bên đây có một người bạn của nó là con cá sấu nè các bạn ơi. Cá sấu này có kêu được không? Kêu được luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta bắt nguyên cặp về luôn nha. Quá đã quá đã. Chúng ta coi còn cái gì nữa không? Wow, wow, ở đây có. Ui, ở đây có robot nè các bạn. Wow, robot, robot đánh trống nè các bạn. Đẹp quá, đẹp quá. Bên đây cũng có minion mà đánh trống luôn nè. Wow, không biết hai bạn này có làm đánh trống được không ta? Để anh coi. Ở đây có lên dây cót đấy các bạn, để mình lên dây cót thử coi nó có đánh trống được không nha. Wow, wow, hai bạn lên dây cót có đánh trống được luôn nè các bạn. Ô, bạn minion đánh xong rồi, tới bạn này đánh. Tuyệt vời luôn. Hai bạn này tối mà chúng ta sẽ cùng nhau cho hai bạn đánh trống tha hồ luôn các bạn. Đồ chơi này thật là dễ thương các bạn ơi. Bỏ vào giỏ luôn. Quá trời đồ chơi luôn. Wow, ở đây còn rất là nhiều đồ chơi. Ha, lại là khủng long nè các bạn. Khủng long này là khủng long gì đây? Wow. Khủng long này có đèn nữa các bạn. Chúng ta bật thử công tắc nha. Khủng long này cũng có thể kêu được các bạn. Không biết có chạy được không ta. Chạy được luôn nè các bạn. Rồi chúng ta cũng bỏ bạn khủng long này vào luôn. Hôm nay chúng ta thu hoạch rất là nhiều đồ chơi xịn nữa các bạn ơi. Quá trời khủng long, quá trời hả xin hùng, quá trời cá, quá trời mực, quá trời rắn nữa các bạn. Ở đây có mặt nạ. Mặt nạ nè các bạn. Mặt nạ của siêu nhân Hulk nè các bạn. Rồi mặt nạ của Captain America đó nè. Hai nhân vật này rất là nổi tiếng nha các bạn. Đem về chúng ta hóa trang thật là vui luôn. Giỏ đồ chơi hôm nay nhiều đồ chơi lạ quá các bạn ơi. Coi còn cái gì nữa không nè. Ở đây có máy bay nè các bạn. Máy bay này. Máy bay này bằng xốp các bạn ơi. Không biết máy bay này có thể bay được hay không nha. Chúng ta phóng được hơn nó bay không nha các bạn. Nó bay xa rồi các bạn ơi. Hôm nay chúng ta thu hoạch được một chiếc máy bay xịn sò luôn các bạn. Nó bay xa mấy tí nữa là nó xuống hồ nữa các bạn. Lấy về nhà luôn. Quá trời đồ chơi xịn luôn. Máy bay vào giỏ đi nào. Một giỏ đồ chơi quá nhiều. Ở đây còn có khủng long nữa nè các bạn. Khủng long này khủng long gì vậy ta? Khủng long ba sừng các bạn. Tắt ở dưới đây nè. Khủng long này cũng kêu và đi được các bạn ơi. Khủng long đang đi chậm chậm nữa các bạn. Khủng long này ba sừng nữa các bạn. Khủng long này là G Dinosaur. Chúng ta lại bắt được khủng long nữa rồi. Hôm nay quá trời đồ chơi, quá trời khủng long luôn. Rồi tiếp tục coi có cái gì nữa không. Lại là cá sấu nữa các bạn. Hồi nãy có hai bạn cá sấu, bây giờ thêm một bạn nữa là ba bạn luôn. Không biết cá sấu này có kêu như hai bạn kia không ta. Biết khủng long cá sấu nằm đây sao không qua bên nước kia ta. Ok thôi bỏ vào giỏ luôn nha. Hôm nay chúng ta thu hoạch quá trời đồ chơi luôn các bạn. Rồi coi còn gì nữa không. Đây là ninja rùa nữa các bạn ơi. Ninja rùa cầm súng các bạn ơi. Mình coi bật công tắc coi ninja rùa này làm gì nha. Ninja rùa này sẽ bò nha các bạn. Bò và cầm súng. Bắn súng luôn các bạn. Xịn sò xịn sò. Rồi bỏ vào đây luôn các bạn ơi. Quá đã quá đã. Tâm ơn. Và cuối cùng còn cái gì nè các bạn. Còn một cuối cùng là một con vật. Đây là con gì. Một con hà mã nè các bạn. Một con hà mã. To ghê các bạn ơi. Mình bóp thử coi nó. Đây không phải là hà mã đâu các bạn ơi. Đây là chú tê giác các bạn ơi. Tê giác có sừng lớn. Anh bị nhầm rồi. Đây là tê giác nha. Mình bóp thử chú tê giác này coi nha. Chú tê giác tuyệt vời luôn. Các bạn ơi, giỏ đồ chơi chúng ta lại đầy rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta lại về nhà thôi. Hôm nay thu hoạch khá luôn. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn like video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.